À, chào khán giả của Spotlight ngoại hạng, mình tên là Hứa Thúy Vi. Ok, mình có thể chia sẻ một chút xíu về cơ duyên nào mà đưa Hứa Thúy Vi bắt đầu với sự nghiệp bóng đá được không? Mình tham gia các lớp năng khiếu cộng đồng từ nhỏ, và sau đó thì mình có tham gia hội khỏe phù đổng toàn quốc. Mình thi đấu cho thành phố Hồ Chí Minh. Nó hơi vấp xíu. Bây giờ nó... Cơ duyên đưa mình đến với bóng đá là cơ duyên đưa mình đến với bóng đá là mình đam mê bóng đá từ nhỏ và có tham gia các lớp năng khiếu cộng đồng, sau đó thì có đi thi năng khiếu cho các câu lạc bộ của thành phố Hồ Chí Minh. Khi bắt đầu sự nghiệp thì Vi có gặp những cái khó khăn như thế nào? Nếu mà là nữ thì sẽ có nhiều khó khăn hơn nam rất là nhiều, ví dụ như là thể lực nè, điều kiện sức khỏe hoặc là gia đình. Thì với mình thì những cái điều những cái khó khăn đó thì cũng không nói được khúc đó. Không sao, cứ nói thôi. Bây giờ sẽ nói ngắn gọn lại ha. Với Vi thì khi mà bắt đầu sự nghiệp bóng đá thì Vi gặp những khó khăn như thế nào? Đối với mình á, thì rào cản lớn nhất của mình là vấn đề thể lực. Mình sẽ không thể nào đảm bảo thể lực được như các bạn nam, cho nên là mình gặp khó khăn lúc đầu trong cái vấn đề mà có thể theo kịp bài tập hoặc là thích nghi kịp với mọi người. Nhưng mà về sau, một thời gian sau thì mình đã có thể cải thiện được cái việc đó thông qua quá trình tập luyện, và bằng niềm đam mê của mình thì mình đã duy trì cái việc đá bóng đến ngày hôm nay. Thực ra thì ở Việt Nam cái việc mà con gái mà đam mê bóng đá hay là một cầu thủ bóng đá nó còn là một cái gì khá là bất cập. Thì với Vi thì Vi có gặp phải những cái ý kiến trái chiều từ gia đình hay từ bạn bè hay cả những người trên mạng xã hội bình luận, thì Vi có gặp những cái ý kiến đó hay không? Vi đã đón nhận hay là vượt qua nó như thế nào? Với mình thì mình rất là may mắn được mẹ mình ủng hộ cái đam mê này, và bạn bè của mình cũng ủng hộ mình rất là nhiều. Bên cạnh đó thì mình có một hội nhóm các bạn nữ sẽ chơi bóng cùng nhau và mỗi tuần là rất là vui. Còn về những cái, tất nhiên mình vẫn sẽ gặp những cái ý kiến trái chiều, những cái bình luận tiêu cực trên mạng nè, hoặc là có khi cả trên sân bóng nữa. Nhưng mà đối với mình cái việc đó không đáng kể và mình sẽ không xem nó là một cái rào cản. Điều gì chuyển lũ cho Vi đến thời điểm hiện tại mà Vi vẫn có thể có nhiều năng lượng để mà theo cái sự nghiệp bóng đá như vậy? Mình nghĩ là chỉ cần mình có đủ đam mê thì mình, đối với cá nhân mình thì mình có thể chơi bóng tới năm mình 40 tuổi. Đó là cái dự định của mình. Cái niềm đam mê bóng đá cho mình rất là lớn. Mình chỉ nghĩ là chỉ cần đam mê thôi là đủ. Thành tích cao nhất của Vi từng đạt được tới thời điểm hiện nay là gì? Mình không có thi đấu chuyên nghiệp, nhưng mà hồi mình có tham gia vào các lớp năng khiếu thì mình được giải nhất toàn đoàn hội khỏe phù đổng toàn quốc năm 2014. Sau đó thì mình chỉ tham gia đá phủi ở các sân bóng phủi tại Sài Gòn, và mình cũng có được những cái giải thưởng cao quý nhất của các sân chơi đó. Vi có thể chia sẻ một chút xíu về tình yêu đối với giải ngoại hạng Anh, đặc biệt là Flash, về đội bóng mà mình yêu thích. Nói về Liverpool thì mình có thể là mình sẽ hơi xúc động một xíu. Mình xem Liverpool từ những cái ngày đầu mà Jurgen Klopp mới về, thì đội bóng rất là xáo trộn, rất là cần nhiều thời gian để thanh lọc và thay đổi. Thời gian đó thì mình không có hy vọng nhiều, nhưng mà nhờ cái sự máu lửa, nhờ cái lối chơi nhiệt huyết cũng như là những cái cá nhân luôn luôn cố gắng đoàn kết về tập thể mà đã tạo nên một cái tập thể rất là vững mạnh như ngày hôm nay. Mình có thể nói là mình xem ngoại hạng Anh vì Liverpool. Thì Vi yêu thích Liverpool bao nhiêu năm rồi? Mình yêu thích Liverpool thì khoảng 8 năm.
từ cái mùa giải 2016-2017 khi mà Arnold debut cho đội 1. Đánh giá phong độ của Liverpool giờ này như thế nào? Liverpool đang có một tháng 4 rất là tệ hại, nằm ngoài mong đợi của người hâm mộ. Nhưng mà đối với riêng mình thì mình vẫn sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ đội bóng. Vì dù sao thì mục tiêu từ đầu mùa của đội mình vẫn là có một suất dự C1 và nằm trong top 4 thôi. Hiện tại thì đội mình sẽ chắc chắn 99% là cán đích ở vị trí top 3. Nên cái điều này có thể coi là một thành công của mùa giải này rồi. Là một fan chân chính của Liverpool thì cảm xúc và nhận định của mình như thế nào khi mà cộng đồng mạng đang nói Liverpool thất bại gây sốc và hết cửa đua được? Vấn đề này thì mình chấp nhận là đội bóng của mình đã dừng bước tại cuộc đua vô địch. Nhưng mà hiện tại còn 3 trận đấu nữa thì mình hy vọng là đội bóng sẽ cống hiến một thứ bóng đá rực lửa, một thứ bóng đá đẹp, nhiệt huyết để giống như là gửi lời chào tạm biệt tới Jurgen Klopp. Vì lý sao về cái nhận định là tình thầy trò đang rạn nứt, cảm xúc của bạn như thế nào về drama này? Đối với mình á, thì cái này không thật sự là một drama và cũng không có sự rạn nứt nào ở đây hết. Có thể là những quyết định của Klopp trong trận đấu vừa rồi sẽ không làm hài lòng Salah, nhưng đó cũng là vì nhìn chung cũng là vì tập thể. Và mình nghĩ là Salah sẽ có một chút bốc đồng khi mà quyết định gọi là sao ta? Khi mà quyết định có thái độ lại với Klopp trên đường bích. Sắp tới thì sẽ có trận chạm trán giữa Liverpool và Tottenham. Thì Vy hãy chia sẻ một chút xíu về dự đoán của mình về trận này và bạn có niềm tin về đội bóng của mình như thế nào? Tin thì lúc nào mình cũng tin Liverpool sẽ có kết quả tốt. Nếu mà xét về động lực thi đấu thì hiện tại Tottenham đang cần điểm hơn, cho nên mình nghĩ là họ sẽ tấn công tổng lực. Riêng về Liverpool thì họ cần có một món quà tinh thần để tặng Klopp, cho nên mình nghĩ là sẽ là một trận đấu rất nóng, còn hơn cả trận lượt đi. Và mình dự đoán là Liverpool sẽ thắng tỷ số 3-1. Khi mà đội bóng của mình bước vào một cái trận đấu gì quan trọng á, thì Vy sẽ có những cái động thái gì để ủng hộ cho đội bóng của mình? Mình hay post tattoo trên mạng thể hiện cái tình yêu của mình, thì mình thấy là nó hơi phong thủy một xíu, nhưng mà cái trận nào mình coi là trận đó thắng, cho nên trận này mình hy vọng là sẽ thắng. Cuối cùng hãy kể tên top 5 cầu thủ yêu thích nhất của Vy. Top 5 cầu thủ yêu thích nhất của Vy. Top 1 Arnold, top 2 Mark Allister, top 3 Robertson, top 4 Van Dijk, top 5 là Darwin Núñez.